rồi đến đây ăn Tết chung với cha nha. Còn con. Dạ thưa cha, con được ơn chữa lành và được ơn hoán cải. Ơn chữa lành và ơn hoán cải, con bệnh gì? Dạ con đi làm ở đất nước Angola và con đã bị chùa, con là một người tội lỗi, chùa đã đem gửi cho con một biến cố là con bị tràn những cái mi phổi và nằm ở đất nước Angola 5 tháng và con anh bị tràn dịch phổi và gì nữa? Dạ con bị tràn dịch phổi và chỉ có da về xương với cha. Và thấy là con điền về gia đình là xin gia đình cầu nguyện đến lòng thương xót và cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Và con được ơn chữa lành và bây giờ là con khỏe mạnh. Anh ấy bị bệnh tràn dịch phổi và nằm bệnh viện mất mấy tháng, chỉ còn da bọc xương. Và như gia đình đã cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho anh ấy và nhờ lòng thương xót Chúa mà hôm nay anh ấy được khỏe mạnh, đang đứng trước mặt chúng ta đây. Và cha con được ơn là con bị là sỏi mật bây giờ và con đã được chữa lành rồi. Vâng, thêm một căn bệnh nữa là bệnh sỏi mật. Rồi, ơn hoán cải là ơn gì? Dạ con ơn hoán cải là con tội lỗi và bây giờ con đã xưng tội về Chúa. Bao nhiêu năm anh bỏ xưng tội? Dạ con cũng là cũng có đạo nhưng mà con này lành nhạt khô khan Chúa. Bao nhiêu năm? Dạ cũng là 5-6 năm chứ. Vâng, hai anh bạn giống hệt nhau là có đạo nhưng mà khô khan, nguôi lạnh, tội lỗi. Và cuối cùng anh ấy bị căn bệnh tràn dịch phổi, anh ấy bị sỏi mật và đã được Chúa chữa lành. Rồi anh được chữa, anh đi nằm bệnh viện đó, lúc mà còn da bọc xương là ở Việt Nam hay ở đâu? Dạ ở nước ngoài dạ. Ở đâu? Ở Angola. Ở Angola, tức là anh đi lao động ở đó hả? Dạ dạ, con đi làm. Vâng, đây là một người từ Phi Châu, Angola trở về làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Nhờ đâu mà anh biết được giáo điểm tin mừng hôm nay từ Phi Châu Angola anh đến đây để làm chứng cho Chúa? Nhà con giờ ba cổ ngoài bên vừa mất và con nghe cái đài của cha và thôi thúc con vào làm chứng cho cha. Cha gửi tặng cho anh tấm mảnh lòng thương xót Chúa là đấng mà anh đã thờ ơ bỏ ngài. Anh đem sang bên, anh còn qua bên Angola nữa không? Dạ không ạ. Vâng, để anh làm chứng cho Chúa nha. Và anh làm nghi thức đón Chúa vào nhà trong gia đình của anh với cuốn nhờ mẹ đến với Chúa này, nghi thức xin Chúa chúc lành cho anh nha. Có ở đây ăn Tết hay đi về? Dạ con vào về vợ con nhưng mà vợ con về thì con quyết chỉ ở lại lắm. Có ở lại hay về? Dạ con ở lại cha. Ở lại, rồi một tràng phát tay cho những người xa quê mà dám ở lại ăn Tết với chúng tôi. Rồi con, 1, 2, 3, bé. Rồi, đứng lại.